Ok, hello, xin chào anh em và chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với channel của mình. Vẫn là mình Monsu đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với đấu la của VNG. Thì video này mình sẽ vừa gọi là lách kỹ năng hay là cũng có thể là một chút review thôi chứ không hẳn là review, bởi vì mình không sợ PK của nó. Về có một con tướng thuộc mận công, sát thương đơn, sát thương gọi là sát thương đơn mục tiêu rất mạnh ở trong game, đó chính là Hải Mâu đấu la. Con tướng này thì hiện tại bây giờ chưa có update và có lẽ là sẽ update trong thời gian sắp tới thôi, nên là mình sẽ review trước nó cho mọi người nhá. Đây là tạo hình của con hải thần. Bây giờ mình sẽ đi vào từng cái kỹ năng một của nó cho mọi người nào. Kỹ năng đầu tiên nhá, đây đặc điểm của hồn sư, nó thấy đây là một con tướng thuộc hệ mẫn công đấy. Rất rõ ràng luôn, tiêu diệt tanker của đối phương, phá vỡ đội hình của chúng để team tiếp cận hàng sau. Có nghĩa là thường thường ấy thì một số những con như kiểu là chú trúc thanh thì nó sẽ lướt ra đằng sau luôn, đúng không? Còn đa phần những con tướng áp sát phía trước thì nó đều phá vỡ cái hàng trước của chúng nó. Tuy nhiên thì con hải mâu thì nó trâu rất là nhiều. Con hải mâu nó khỏe rất là nhiều, cái lượng sát thương của nó cũng rất là khủng khiếp luôn. Đó, nên là nó gạt cái hàng trước, đặc biệt là tanker của mục tiêu rất là nhanh. Đấy, chúng ta có skill đầu tiên. Đây là một trong những skill chủ động, nó sẽ gây sát thương đơn thể rất đơn giản thôi. Thật ra ở đoạn kỹ năng đặc trưng này thì nó sẽ không đề cập đến một cái chỉ số phần trăm rõ ràng, bởi vì khi mà nâng cấp thì nó sẽ cái dòng nó sẽ thay đổi ấy, nên là nó chỉ gặp cái dòng tổng quát thôi. Còn skill thứ hai đó là khi mà bắt đầu trận đấu sẽ tăng né cho đồng minh có phòng thủ có chỉ số phòng thủ thấp nhất và sẽ chỉ có hiệu lực một trận một lần. Đấy, tăng né cho đồng minh nghe hơi giống kiểu an ngân đấy. Rồi skill tiếp theo là skill số 3, cũng tiếp tục là một skill chủ động, chân thân võ hồn. Đấy, khi mà nó sử dụng cái kỹ năng chân thân võ hồn ấy thì nó sẽ gây ra một cái lượng sát thương nhiều lần cho một cái mục tiêu đơn thể. Đấy, và tạo 3 tầng tăng cường. Đấy, cái tầng này sẽ tăng sát thương gây ra mỗi lần và tăng cái giới hạn cộng dồn. Đồng thời khi mà nó sử dụng đồng thời là trong cái thời gian hiệu quả của chân thân võ hồn ấy thì nó sẽ miễn tử vong và miễn dịch toàn bộ những cái hiệu ứng khống chế. Đó. Còn với skill số 4 là khi mà sử dụng kỹ năng chủ động, một trong hai kỹ năng bên trên, kỹ năng số 3 hoặc là kỹ năng số 1 ấy, thì nó sẽ tăng cho hải mâu một cái tầng tăng cường. Đây, cái tầng bên trên đây luôn, tầng tăng cường đây. Đấy, tăng sát thương nó sẽ, cái tầng này thì bên trên nó rồi, cũng tăng sát thương mỗi lần gây ra và có thể cộng dồn tối đa là 4 lần. Ở đây thì nó có thể kích hoạt là cộng dồn tối đa 4 lần. Tiếp theo, skill số 5 của nó thì khi mà đồng minh có cái chỉ số phòng thủ cao nhất mà né tránh thì nó sẽ gây sát thương liên tục đến một mục tiêu ngẫu nhiên. Đấy, và cái kỹ năng này chỉ kích hoạt theo một cái chu kỳ nhất định. Thì cái này, đây là một trong những cái kill khiến cho con hải mâu gây sát thương rất là lớn, cực kỳ lớn và đám rất là to luôn. Tuy nhiên thì nó sẽ có một cái gọi là điều kiện để sử dụng, đó chính là khi mà đồng minh bắt buộc phải là con đồng minh có phòng thủ cao nhất của team nó né được đã thì nó mới kích hoạt cái chiêu thức này. Đấy, nó hơi có điều kiện một tí, nhưng mà không sao, bởi vì vốn dĩ thì con hải mâu nó đã bút khá là nhiều rồi, nó đã bút khá là nhiều né tránh cho con cốt phòng thủ cao nhất. Hoặc là các bạn có thể sử dụng thêm hồn hoàn cho tanker của các bạn. Nói thẳng con mẹ ra là tanker thì còn gì nữa, đúng không? Hoặc là sử dụng cho con tướng bút né, thêm những con tướng bút né nữa để cái hiệu quả của con hải mâu nó đạt được cái mức cao nhất. Đấy, còn skill số 6 đó, khi mà thi triển cái thân chân võ hồn ấy thì sẽ cung cấp hiệu quả né tránh. Đấy, cung cấp hiệu quả né tránh cho nó thôi. Đấy, cung cấp hiệu quả né tránh cho bản thân. Đó. Tiếp skill số 7. Cái skill số 7 này thì nó hơi thiếu đấy. Thật ra là mình không đưa vào đây vì mình sợ sai, mình không dám đưa vào. Đó. Gây sát thương cho mục tiêu hàng trước và giảm cái phần trăm chính xác của mục tiêu trong thời gian nhất là định. Đấy, thì cái điều kiện phía trước của cái skill này ấy, đó là
thật ra là mình dịch mình không có hiểu, mình dịch mình không có hiểu nên mình không đưa đưa vào. Nhưng mà một trong hai cái này, một đó là khi mà nó né tránh thì sẽ gây sát thương cho mục tiêu hàng trước đấy, khi mà né tránh thì nó cụm cái cụm ở trên này, hoặc là khi mà đối phương né tránh đấy, kiểu là gây sát thương né tránh, nó gây sát thương mà đối phương né được vậy thì nó sẽ thực hiện cái skill này đấy, một một trong hai cái. Nhưng mà mình không nắm không rõ nó là cái nào, mình cũng không hiểu nên là mình không có đưa vào cái điều kiện phía trước, và mình chỉ viết cái phía sau với giải thích cho mọi người đoạn đoạn này thôi. Ok, còn với skill số 8 thì sẽ tăng 20% né tránh, 20% né tránh cho Hải Mâu, rất là nhiều né tránh trên người. Cuối cùng, hai skill cuối cùng của tướng, skill số 9, tất cả các sát thương gây ra bởi cái skill số 5 ấy sẽ duy trì trong một khoảng thời gian, có nghĩa là có khả năng là nó sẽ liên tục, nó sẽ liên tục bởi vì cái skill số 5 đấy nó gọi là nó thực thi lại theo một cái yêu cầu nhất định, chứ không phải là nó cứ né là nó gây hay sao ấy. Thì cái skill 9 này nó sẽ làm cho cái kỹ năng của cái skill 5 ấy nó cứ né là bắt đầu nó sẽ sử dụng được, kiểu vậy. Mình dịch mình hiểu ra là như vậy à, và nó sẽ đồng thời giảm cái phần trăm chính xác của mục tiêu đó. Cái skill số 10 nó sẽ là có thể tích được 5 tầng tăng cường đấy, có nghĩa là lúc nãy thì các bạn thấy cái tầng tăng cường ấy, nó chỉ tích được tối đa là 4 tầng thôi, cộng dồn tối đa là 4 lần đấy, cộng dồn tối đa là 4 lần, thì cái này nó cho phép tích lên được 5 lần 5 tầng tăng cường, và sẽ tăng 15% tấn công và 15% né tránh đến hết trận đấy. Thế đây là toàn bộ cái skill của con Hải Mâu, toàn bộ skill của Hải Mâu. Và với con tướng này là một con tướng có lượng sát thương rất là lớn đấy, nên là cái tem mà nó đi cùng cùng với nó ấy, thì ngoài tanh cơ ra thì con A Ngân là con tướng gần như là bắt buộc. Đối với một số team team khác ấy, thì các bạn có thể sử dụng các cái con bút khác, mặc dù là A Ngân là con bút quốc dân và rất là hay ở trong game, tuy nhiên là vẫn có những cái team không cần đến A Ngân lắm vẫn có thể dùng con tướng khác được. Còn với team của Hải Mâu thì gần như là bắt buộc, bởi vì A Ngân nó bút né với team, nên là gần như là bắt buộc tất cả những cái gì mà liên quan đến né tránh là cái cần thiết nhất để các bạn sử dụng Hải Mâu đấy. Và một con tanker thì có thể là đới Mộc Bạch, hoặc là con nào đó các bạn dùng, nhưng mà tốt nhất là đới, bởi vì nó bút giáp nhiều đấy, thì khi mà nó nhận được né nhiều thì nó sẽ khiến cho con Hải Mâu kích hoạt được cái kỹ năng gây sát thương của nó nhiều hơn, và nó sẽ hiệu quả hơn trong 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 việc PK cũng như là đi map. Nói chung là team đi với con này thì rất là trâu, vừa né trâu vừa đam trâu, hay rất là hay luôn. Và chắc chắn khi mà nó ra mắt thì cái đội hình nó sẽ thay đổi rất nhiều, các bạn sẽ không còn ở đâu đâu cũng thấy là team độc hoặc là team của đường tam nữa đúng không ạ. Rồi, ok, trên đây là cái bài review sơ lược của mình về con Hải Mâu Đấu La. Khi mà con tướng này ra mắt ở thị trường ở bản Việt Nam thì mọi người sẽ thấy cái thông tin rõ ràng hơn. Còn bây giờ mình sẽ chỉ là lấy kỹ năng cho mọi người có thể gọi là biết trước thông tin một chút thôi. Rồi, video này mình xin phép kết thúc ở đây thôi. Anh em thấy cái like, share, subscribe kênh giúp mình. Còn bây giờ thì xin chào và lại anh em ở các video tiếp theo. Bye bye mọi người. Wherever love flows, there is also tragedy when we're in too deep, and you and I.